Alo, ai đấy? Chào ông bà. Thằng cô Bin đây à? Cháu nhớ ông bà lắm. Ông bà cũng nhớ cháu nhiều lắm. Ông ơi, cô Bin. Alo. Ông bà phải gọi điện cho nhau nhé. Thế nào? Nay cháu được điểm 10. Trời, cái gì tốt lắm. Điểm 10. Thế nào, ông bà cả. Cho đi chơi công viên à? Được rồi. Thế cứ điểm 10 ngoan thì thế nào cũng lại cho đi chơi nhá. Bà nhận được rồi. Miễn phí hàng ngày á? Được rồi. Thế thì ông bà sẽ gọi miễn phí hàng ngày cho cháu cô Bin đấy. Alo. Ông bà. Ông bà yêu cháu lắm. Ê, có điện thoại này rồi, thỉnh thoảng lại gọi cho ông bà nhé.